Rồi, cảm tưởng sao? Mệt mỏi rồi, hồi nãy không đi được. Bây giờ hả? Bây giờ đi được rồi. À, giờ đi được rồi. Nó bớt đau hơn lúc mới đầu vô nghề, cũng phải làm 60 phần trăm khỏe á, khỏe rồi ha. Rồi bây giờ đi lại dễ dàng hơn không? Dễ dàng. Lúc trước là sao? Trước thì đầu lưng. Dạ xin mời cô. Trinh Trinh. Lúc trước nó đầu lưng nhức mỏi, giờ làm lấy thấy khỏe rồi. Bẻ gãy xương rồi. Bây giờ chạy được rồi. Chạy nữa con. Bây giờ chạy đi. Chạy. À, bây giờ là hồi nãy không dám chạy. Bây giờ chạy đi. Rồi, rồi bỏ micro ra chạy cho mọi người hết hồn chơi. Bye. Chạy. Chạy hết rồi. Rồi chạy lại, chạy lại. À, đã. Rồi chạy đi. Nãy con đi không nổi nhưng giờ không khỏe chạy được. Rồi chạy đi. Rồi bây giờ chạy. Rồi nãy đi không nổi bây giờ chạy. Rồi giỏi quá. Bây giờ là lúc đấy là đi không nổi rồi chạy luôn. Tuyệt vời quá cô ơi. Rồi chúc mừng cô. Rồi chạy đây. Ôi tuyệt vời quá. Xin chúc mừng cô ạ. Bên đây thì các bác và các cô, tôi là bệnh giường giường, thế giờ nó đau gối, đau khớp vai, thế giường ngồi ăn cơm mà cứ đứng dậy là chống hai tay cứ đứng được lên. Thế hôm nay tôi đi chùa nhờ các bác sĩ về đây để chữa bệnh cho tất cả bản thân tôi rất biết ơn. Và bây giờ cũng đỡ rồi. Hai cái cẳng thì đau nhất. Dạ. Giờ làm đỡ nhiều quá rồi. Bạn có mũ bội tâm trên không? Cảm ơn bác sĩ, mấy cô, mấy chú nha. Dạ, nhưng phải chạy thôi. Chạy đâu đi. Chạy đi. Chạy đâu, giờ sợ quá, chạy té. Không té, chạy đi. Mày làm cho tôi chạy. Chạy đi. Rồi, up. Go. Trời ơi. Quá hả? Mà biến chạy quá. Thôi, được rồi, giỏi rồi. Rồi, đi, khỏe rồi ha. Dạ, mấy hết ra. À, bộ lòng đi với là hai người đi luôn đi. À. Mà nãy giờ bác sĩ làm tôi đi hỏi rồi, không quen. Bây giờ thẳng rồi, tức là nãy lưng còng đúng không? Rồi bây giờ ra đứng ra coi lưng sao rồi. Rồi, đất ơi, đó rồi, cô giỏi quá, đi nhanh lên. Đây, đây là bác tên 2. À, rồi, bác tên 2 rồi. Rồi, đi nhanh lên. Trời ơi, chúc mừng cô. Bây giờ lưng hết ruột rồi. Rồi. Nào có kéo cái lưng hả? Rồi, xin cảm ơn. Rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi là người bị tê cái tay thấy khổ. Thì sau khi chữa bệnh đó là tôi thấy người rất là nhẹ nhàng. Tất cả các bác thì phải chữa suốt đời nhé. Vì cái đấy không có sống hơn được. Mà phải làm mỗi ngày. Tức là kết hợp mà anh có cuốn sách chưa? À, tặng cho anh cuốn sách đi. Qua đi. Sau đó là anh về anh gặp anh thực hiện đúng trong ngày. Ngoài ra sẽ sử dụng thêm lá lốt nữa. Thì lá lốt thì anh vào cái trang này này. Anh vào hội trường gan này. Anh bước qua hội trường gan gặp lá dự trường. Xong anh kéo lên. Anh đi tìm cái bài là y mô mạch hướng dẫn chữa viêm đa cấp dạng thấp. Trong đó có cách sử dụng lá lốt. Em xin được báo cáo ngành Yến và tất cả các Phật tử ở đây ạ. Ngày hôm nay anh em đã nhận và đã trị được 120 người ạ. Thì hầu hết các kết quả đều cảm nhận là thấy khỏe hơn hẳn sau khi được tác động ạ. Nghĩa là sao? Là thấy khỏe rồi hả? Dạ. Thấy dạ, giữa hai cái chân hồng thấy khỏe. Nhưng cái lưng còn đỡ. Rồi bỏ bí cô đi cho bà chạy lần kia, chạy lại đi. Rồi chạy đi. Rồi, ô. Vỗ tay. Rồi chạy lưng lại.
Rồi, cảm tưởng sao? Mày khỏe rồi, mà nói không đi được. Bây giờ hả? Bây giờ đi được rồi. À, giờ đi được rồi. Rồi, xin cảm ơn nha. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.